Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Chỉ còn vài ngày nữa thì sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới MWC 2017 sẽ chính thức diễn ra. Các hãng thì cũng đang rục rịch chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình tại sự kiện này. Và như thường lệ thì đây sẽ là nơi giới thiệu những siêu phẩm của đầu năm 2017. Và trong clip ngày hôm nay thì chúng ta cùng điểm qua xem những hãng di động họ sẽ mang gì đến MWC 2017 nhé. Khu vực hoạt động của Samsung luôn là tâm điểm tại các sự kiện bởi quy mô cũng như là sự đầu tư công phu của họ. Không giống như tại MWC hồi năm ngoái, Samsung đã giới thiệu siêu phẩm mới của mình là Galaxy S7. Thì năm nay, sản phẩm được mong chờ nhất là Galaxy S8 sẽ không xuất hiện. Và có lẽ là sau sự cố Note 7, Samsung cần có thời gian để chuẩn bị cho sự ra quân lần này của mình. Và thay vào đó, tại MWC năm nay, Samsung có thể sẽ giới thiệu thế hệ máy tính bảng tiếp theo là chiếc Galaxy Tab S3 cùng một số sản phẩm mới của dòng G-Series. Bên cạnh đó là các dự án về VR và AR cũng sẽ được giới thiệu. Chiếc smartphone cao cấp đáng chờ đợi của LG là LG G6 dường như đã lộ diện rõ ràng trước thời điểm ra mắt vào ngày 26 tháng 2 tới đây. LG G6 với nhiều cải tiến về thiết kế với màn hình tỷ lệ là 18:9 và rất có khả năng G6 sẽ đạt chuẩn chống bụi chống nước mới nhất, trang bị camera kép góc rộng. Cụ thể thì như thế nào chúng ta cùng chờ đợi đến sự kiện sắp tới nhé. Sony vẫn luôn kín tiếng về sự xuất hiện của mình tại MWC 2017. Thông tin cho đến hiện tại là họ sẽ mang đến MWC một smartphone với màn hình là 4K, trang bị con chip Snapdragon 835 và rất có thể đó là thế hệ tiếp theo của dòng X. Nhiều người dự đoán đó là chiếc Xperia X2017 hoặc là XZ2017. Nokia có lẽ là cái tên được mong chờ không kém gì Samsung Galaxy S8. Sau những phản hồi tích cực của người dùng từ chiếc Nokia 6 thì Nokia sẽ tiếp tục mang đến MWC 2017 những dòng smartphone mới của mình. Đáng mong chờ nhất có lẽ là thiết bị cao cấp của hãng có tên là Nokia P1 hoặc là Nokia 8 chạy chiếc Snapdragon 835. Và ngoài ra Nokia cũng sẽ giới thiệu thêm một số sản phẩm tập trung bao gồm Nokia 3, Nokia 5 và cả chiếc Nokia 6 ra mắt hồi đầu tháng 1 nữa. Năm vừa qua, flagship Huawei P9 đã mang lại thành công cho Huawei với số lượng bán ra hơn 9 triệu chiếc trên toàn cầu. Và chắc chắn tại sự kiện MWC năm nay, Huawei sẽ giới thiệu thế hệ tiếp theo là chiếc Huawei P10, bản nâng cấp của P9 với hiệu năng mạnh mẽ, cải tiến về camera và phần mềm. Đồng thời thì P10 cũng sẽ mang nhiều màu sắc mới mẻ hơn. Tại CES 2017, BlackBerry đã mang đến nguyên bản của một thiết bị có tên là Mercury và chiếc smartphone này có màn hình cảm ứng với tỷ lệ là 3:2 kèm theo đó là bàn phím gravity vật lý vô cùng độc đáo và chắc chắn tại sự kiện MWC năm nay nó sẽ xuất hiện với nhiều thông tin cụ thể hơn và hy vọng rằng đây sẽ là sản phẩm giúp cho BlackBerry lấy lại vị trí của mình trên thị trường điện thoại. Và tất cả các thiết bị trên sẽ được hé lộ trong vài ngày tới khi mà MWC chính thức diễn ra tại Barcelona. Và chúng ta cùng chờ đón xem các hãng sẽ mang bất ngờ gì đến với những người yêu thích công nghệ trên toàn thế giới nhé. Và các bạn mong chờ sản phẩm của các hãng nào nhất? Nokia, Samsung hay là BlackBerry hay là LG? Hãy comment ý kiến của các bạn ở dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.